Phần tiếp theo đó là Lenin phát triển tiếp cái học thuyết của Marx từ năm 1895 đến năm 1924. Thì sự phát triển của Lenin đầu tiên là phát triển của Lenin về lý luận cách mạng. Thì những năm cuối 19 đầu thế kỷ 20 thì chủ nghĩa tư bản đã phát triển sang một giai đoạn mới đó là giai đoạn uh, chủ nghĩa đế quốc. Thì bản chất bóc lột và thống trị của những tư bản ngày càng bộc lộ rõ hơn và mâu thuẫn trong hội tư bản nó càng ngày ngày càng gay gắt và sâu sắc hơn. Điển hình đó là mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản. Tại các nước thuộc địa thì cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc tạo nên sự thống nhất uh, giữa cách mạng giải phóng dân tộc với cách mạng vô sản, giữa nhân dân các nước thuộc địa với uh, giai cấp công nhân ở chính quốc. Đây cũng là thời kỳ mà chủ nghĩa Mark được truyền bá rộng rãi vào nước Nga để bảo vệ uh, cái lợi ích của giai cấp tư sản thì những trào lưu tư tưởng như uh, chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán, chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa xét lại đã mang danh đổi mới chủ nghĩa Mark để xuyên tạc phủ nhận chủ nghĩa Mark. Trong bối cảnh thực tiễn như vậy đặt ra nhu cầu phải phân tích, khái quát những cái thành tựu mới uh, của sự phát triển khoa học tự nhiên nhằm tiếp tục phát triển thế giới quan, phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác để thực hiện uh, cái cuộc đấu tranh lý luận để chống sự xuyên tạc, tiếp tục phát triển chủ nghĩa Mác trong cái điều kiện lịch sử mới thì uh, Lenin là cái người đã thực hiện cái nhiệm vụ này. Thời kỳ này thì Lenin đã uh, đưa ra uh, những cái quan điểm chống lại cái quan điểm duy tâm về lịch sử, về xã hội, chống lại những ý đồ xuyên tạc chủ nghĩa Mác bằng cách xóa nhòa ranh giới giữa phép biện chứng duy vật của Marx và phép biện chứng duy tâm của Hegel, à, Lenin cũng đưa ra nhiều cái tư tưởng về mối quan hệ giữa thực tiễn và lý luận và các hình thức đấu tranh của giai cấp vô sản về tư tưởng của giai cấp vô sản về vai trò của những nhân dân và các đảng phái chính trị. À, cách mạng tháng 10 Nga thành công đã mở ra cái thời kỳ uh, mới, đó là thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản đến chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới và nảy sinh những cái nhu cầu mới về lý luận mà thời kỳ Marx và Engels chưa đạt ra trên cơ sở tổng kết những thời thực tiễn đạt ra trong cái uh, xã hội nước nga lúc bấy giờ thì Lenin đã tiếp tục bảo vệ và phát triển phát biện chứng Marxist. phát triển chủ nghĩa Marx trong thời kỳ quá độ về hai nhiệm vụ của giai cấp vô sản và kế hoạch xây dựng chủ nghĩa xã hội theo chính sách kinh tế mới.